Thời gian vừa qua, nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra tình trạng cắt điện luân phiên cục bộ, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản gửi Trung tâm Điều hộ Hệ thống Điện Quốc gia, các công ty, nhà máy trực thuộc EVN và một số đơn vị liên quan về việc kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân để xảy ra tình huống thiếu điện. Cụ thể, A0 chịu trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến việc tính toán, dự báo nhu cầu, huy động tổ máy, điều tiết, điều độ, vận hành hệ thống điện, điều hành thị trường điện. Công ty mua bán điện chịu trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện, giám sát việc thực hiện hợp đồng, thanh toán tiền điện. Ban quản lý dự án điện 1, 2, 3 chịu trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến việc đầu tư xây dựng các công trình nguồn lưới điện. Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN và các công ty, nhà máy điện trực thuộc EVN chịu trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến việc quản lý, vận hành tối ưu tổ máy, việc báo cáo đề xuất cơ chế huy động tổ máy, chấp hành quy trình vận hành, công tác sửa chữa bảo dưỡng. EVN cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các ban báo cáo kết quả trong ngày hôm nay, 21 tháng 6. Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, hiện nay hồ thủy điện cả nước đều thoát khỏi mực nước chết. Tuy nhiên một số hồ như là Sơn La, Lai Châu thì chưa phát điện trở lại vì cần tích nước phục vụ cao điểm nắng nóng. Hiện nay, mực nước hồ thủy điện Lai Châu là 282m, vượt mực nước chết là 17m. Hồ Sơn La là 179m, vượt 4m. Hồ Bản Chát 438m, vượt 7m. Hồ Tuyên Quang 96m, vượt 6m. Các hồ như Thác Bà, Hội Quảng, Bản Vẽ, Trị An cũng đã vượt mực nước chết từ 0,5 đến 3m. Theo đại diện đơn vị quản lý hai thủy điện Lai Châu và Sơn La, mực nước hiện tại đã đủ phát điện trở lại. Tuy nhiên, thủy điện Lai Châu có công suất là 1.200 MW, chỉ có thể vận hành cả 3 tổ máy được gần 90 tiếng thì về mực nước chết. Thủy điện Sơn La công suất 2.400 MW, duy trì được hơn 50 tiếng. Vì thế, hai thủy điện vẫn dừng vận hành để tích nước, phục vụ những ngày nắng nóng sắp tới. Nguyên nhân dẫn đến mực nước các hồ dâng cao do thủy điện dừng vận hành và những ngày qua, miền Bắc thường xuyên có mưa vừa và mưa to. Tính đến thời điểm này, thành phố Hà Nội đã giải phóng mặt bằng đạt 84%. Và công tác chuẩn bị khởi công dự án đang được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố phối hợp với 4 địa phương gồm Sóc Sơn, Hoài Đức, Thanh Oai và Thường Tín triển khai. Chiều ngày hôm qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng, trưởng Ban chỉ đạo triển khai dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô, đã có buổi thị sát công tác chuẩn bị công tác khởi công. Điểm khởi công chính dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô nằm ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức. 2,2 hecta đã được địa phương bàn giao cho đơn vị thi công triển khai san lấp, tạo mặt bằng. Đến nay, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, huyện Hoài Đức đã vượt tiến độ bàn giao mặt bằng cho thành phố với khoảng 84%. Cả hệ thống chính trị vào cuộc của huyện, từ ban thường vụ đến các ban ngành đoàn thể hệ thống chính trị vào cuộc và xuống trực tiếp làm việc với các hộ dân, tổ chức giữ các buổi họp dân, lắng nghe và trả lời các ý kiến của người dân. Và tạo cho người dân cái sự đồng thuận ủng hộ cao, và tôi nghĩ đấy là cái vấn đề mấu chốt và quan trọng nhất. Hai nữa, thành phố với các sở ngành thành phố đã thường xuyên tháo gỡ kịp thời các cái chính sách, những cái khó khăn vướng mắc đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân. Thực hiện sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố và huyện Hoài Đức đang khẩn trương thực hiện các công việc chuẩn bị cho lễ khởi công dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô. Đối với cái diện tích giải phóng bằng này thì trong 2 ngày trước đây, tức là từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6, thì ban cùng nhà thầu đã tổ chức tiếp quản toàn bộ cái mặt bằng trên toàn bộ công trường. Và đối với cái dự án Vành Đai 4 vùng thủ đô, đến thời điểm hiện nay thì ban đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, duyệt bản vẽ thi công và đảm bảo đủ điều kiện khởi công vào cái dịp ngày 25 tháng 6 tới đây. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác thành phố cũng đã kiểm tra vị trí khởi công số 3 ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai. Trưởng ban chỉ đạo triển khai dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực lớn, quyết tâm cao của các sở ngành và 7 địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay đã vượt kế hoạch cam kết trước Trung ương. Trong đó đã cơ bản giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, đất công và di chuyển mộ đạt trên 60%. Hiện cả hệ thống chính trị cũng đang vào cuộc phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải phóng mặt bằng 100% trong năm nay, nhất là liên quan đến đất thổ cư. Để có kết quả này, theo Bí thư Hà Nội, đây là kết quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,
là sự đồng lòng và ủng hộ của người dân. Đồng thời phải có sự giám sát của các cơ quan chức năng để đảm bảo có sự công khai, minh bạch. Không gì bằng cái sự vào cuộc của hệ thống chính trị, không gì bằng cái sự đồng thuận của nhân dân. Thì tất cả đã vào cuộc và đảm bảo như vậy thì các cơ quan một phần là vào cuộc để mà triển khai cái giải phóng mặt bằng tái định cư, nhưng một phần cũng phải thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình. Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội sẽ khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô tại 4 điểm với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, còn Bắc Ninh và Hưng Yên do chưa đủ điều kiện khởi công nên sẽ tiến hành lễ động thổ cùng vào ngày Chủ nhật 25 tháng 6 tới. Thưa quý vị và các bạn, 5 tháng đầu năm 2023, kinh doanh của doanh nghiệp ngành dệt may trong nước vẫn giảm mạnh theo đà từ giữa năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu vì vậy liên tục lao dốc và dự báo đến cuối năm tình trạng khó khăn bất ổn kinh tế vẫn bủa vây ngành dệt may. Và doanh nghiệp dệt may đang rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước và các cơ quan chức năng. Sau đây là phản ánh tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 40 doanh nghiệp dệt may với các loại sản phẩm ba lô, túi sách, quần áo và sản xuất sợi. Hàng năm, doanh nghiệp này đóng góp khoảng 35% vào kim ngạch xuất khẩu chung của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây cũng là ngành tạo nhiều việc làm nhất trên địa bàn. Vậy nhưng, từ đầu năm 2023 đến nay, do đơn hàng giảm 30% rồi tăng dần đến 70% theo từng tháng, khiến doanh nghiệp khó khăn chồng chất, càng khó giữ chân người lao động. Chỉ tính riêng tháng 5 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt 343,75 triệu đô la Mỹ, tuy tăng 20% so với tháng trước nhưng giảm đến 25,52% so với cùng kỳ và lũy kế 5 tháng giảm 17%. Trong số này, ngành dệt may giảm đến 40%. Những sản phẩm dệt may giảm mạnh như sơ, sợi dệt giảm 92,92%, vải các loại giảm 81,9%, hàng dệt may giảm 56,1%, nguyên phụ liệu dệt, may, da giảm 46,5%. Là cũng gặp rất nhiều khó khăn kể từ khi cái tình hình nguyên vật liệu nó bị ảnh hưởng bởi tình hình chiến tranh, dẫn đến cái giá đầu vào của nguyên vật liệu nó tăng. Thêm nữa là cái chi phí mà để vận chuyển giao hàng cho khách nước ngoài nó đội lên rất là nhiều so với trước đây. Do đó, cái số lượng đơn hàng so với năm trước thì nó cũng đã giảm. Từ giữa tháng 4 năm 2023, thị trường tuy có phục hồi, nhưng đơn hàng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Dự báo nửa cuối năm 2023, ngành dệt may vẫn tiếp tục khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, chính sách tiền tệ thắt chặt. Các doanh nghiệp dệt may Bà Rịa Vũng Tàu còn lo ngại hơn là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của cộng đồng dệt may Lào, Myanmar, Ấn Độ, Bangladesh, đặc biệt là Trung Quốc. Từ cuối năm 2022, dịch COVID-19 được kiểm soát, doanh nghiệp dệt may các nước đều tìm mọi cách chiếm đơn hàng như giảm giá, đổi mới công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng. Vì vậy, đối tác dệt may của Việt Nam dần chuyển hướng. Thêm nữa là sản phẩm dệt may có xu hướng xanh hóa, nên hàng dệt may càng khó theo kịp các đối tác phương Tây. Để xoay chuyển, tái cấu trúc sản xuất và sản phẩm, doanh nghiệp dệt may Việt Nam mong muốn được hỗ trợ từ phía nhà nước. Năm ngoái thì công ty cũng có được vay hỗ trợ từ cái ngân hàng chính sách của nhà nước, thì hy vọng là sẽ có thêm nhiều cái chính sách ưu đãi hơn nữa để doanh nghiệp có thể phát triển và ổn định cuộc sống cho người lao động. Công ty cũng phải là tinh gọn lại sản xuất, rồi là làm những sản phẩm coi như là tiết kiệm thời gian đó, để mà tạo ra những cái sản phẩm là có giá thành tốt nhất để mà offer cho khách hàng càng nhiều càng tốt, để cái lượng cái đơn hàng nó sẽ tăng lên. Các doanh nghiệp ngành dệt may trong nước hiện nay đều mong muốn chính phủ có những chính sách hỗ trợ như tiếp tục duy trì chính sách thuế VAT 8%, ưu đãi về giá điện, dịch vụ logistics. Chính phủ sớm quy hoạch nguồn cung nguyên phụ liệu cho ngành dệt may trong nước, đảm bảo các tiêu chí truy xuất nguồn gốc để có thể tận dụng hiệu quả hiệp định thương mại FTA, từ đó tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.